Ngày 20 tháng 10, tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ban trị sự Phật giáo thành phố đã diễn ra phiên họp trực tuyến về việc suy cử nhân sự Ban trị sự nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị suy cử nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026 được trang trọng diễn ra từ 8 giờ sáng ngày 20 tháng 10 năm 2021 tại tịnh xá Ngọc Phước, thành phố Bà Rịa. Quang lâm chứng minh cho hội nghị có Hòa thượng Thích Giác Hạnh, chứng minh Ban trị sự tỉnh, Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban trị sự, Hòa thượng Thích Như Thị, Phó trưởng Ban thường trực, Hòa thượng Thích Giác Thông, Phó trưởng Ban đặc trách hệ phái khất sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Chủ tọa hội nghị có Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Phó trưởng Ban kiêm chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Giác Trí, Phó trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng chư tôn đức thành viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng phân ban ni giới Phật giáo tỉnh, chư tôn đức thường trực Ban trị sự Phật giáo thành phố Bà Rịa. Đại diện chính quyền tham dự hội nghị có ông Lê Văn Dũng, trưởng ban tôn giáo tỉnh, ông Đặng Minh Thông, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Bà Rịa. Đại diện lãnh đạo phòng PA02 Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban dân vận thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bà Rịa và hơn 50 đại biểu từ các điểm cầu trực tuyến. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Nguyên Bình, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Bà Rịa cho biết, Ban trị sự Phật giáo thành phố cùng Tăng Ni và Phật tử đã hòa hợp và đoàn kết, vượt qua những khó khăn thử thách, quyết tâm hoàn thiện nhiệm vụ được giao phó. Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Bà Rịa, Ni sư Thích Nữ Phấn Liên, thư ký Ban trị sự báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ qua và dự thảo phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa đã tặng bằng tuyên dương công đức và bằng khen cho một số tập thể cá nhân có nhiều hoạt động tích cực nhiệm kỳ qua. Dưới sự chủ trì điều hành của chủ tọa đoàn Tân Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Bà Rịa, được suy cử với 22 ủy viên, Thượng tọa Thích Nguyên Bình được tiếp tục tín nhiệm đảm nhận vai trò trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Bà Rịa, nhiệm kỳ 2021-2026. Thượng tọa Thích Nguyên Bình thay mặt tân ban trị sự phát biểu nhận nhiệm vụ với quyết tâm nỗ lực, chung tay gánh vác Phật sự, hòa hợp trong lý tưởng, thống nhất trong hành động, luôn đi đúng theo chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, gắn mình trong hiến chương của giáo hội, cùng nhau đưa Phật giáo thành phố Bà Rịa thăng hoa trong mọi lĩnh vực, góp phần thiết thực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội.